liên quan vụ tai nạn làm 5 người chết và 10 nạn nhân bị thương trên quốc lộ 1, sáng 1 tháng 11. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự. Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát cũng đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Đình Trọng, sinh năm 1968, trú tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ông Trọng là người lái xe 16 chỗ trong vụ tai nạn lúc rạng sáng ngày 31 tháng 10. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang điều tra mở rộng vụ việc. Trong đó, cơ quan chức năng sẽ củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối với Quách Đình Trọng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết tài xế Quách Đình Trọng chỉ bị thương nhẹ. Người này sau đó đã có những lời khai ban đầu về vụ việc. Theo tài xế Trọng, ngày 30 tháng 10, đoàn khách từ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thuê xe để đi lễ tại Lạng Sơn. Ngoài tài xế, trên ô tô này có 15 người khách. Đến hơn 2 giờ sáng ngày 31 tháng 10, mọi người trong đoàn làm lễ xong thì lên xe về Quảng Ninh. Xe đi được khoảng 5 đến 10 phút trên quốc lộ 1. Khi đến địa phận thôn Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tài xế thấy một cành cây để dưới lòng đường làm vật cản. Thấy vật cản, tài xế Trọng đánh lái để tránh nhưng sự việc xảy ra nhanh khiến xe va vào xe container đang đỗ ven đường rồi va chạm tiếp vào xe container đi chiều ngược lại. Tài xế Quách Đình Trọng cũng khẳng định khi lái xe ông hoàn toàn tỉnh táo, không buồn ngủ bởi chiếc xe mới khởi hành chưa đầy 10 phút. Ông Trọng cũng cho biết trong lúc mọi người làm lễ, ông cũng đã ngủ trên xe để lấy sức vì theo kế hoạch sẽ về luôn trong đêm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Lũng cũng xác nhận từ vị trí nơi làm lễ tới điểm xảy ra tai nạn dài hơn 3 km. Do đó, quãng đường tài xế đi được chưa quá xa. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10. Ô tô 16 chỗ do Quách Đình Trọng cầm lái đã tông vào xe đầu kéo bị hỏng máy đỗ ven đường. Xe đầu kéo này do tài xế Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1985, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, điều khiển. Phương tiện hư hỏng có đặt biển cảnh báo phía sau, cách đuôi xe khoảng 16 mét, theo Cục Cảnh sát Giao thông. Sau đó, xe khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác do anh Nguyễn Thành Bảo, sinh năm 1996, ở Bình Định, cầm lái, đi ở chiều ngược lại. Sơ bộ xác định xe khách khi tới đoạn đường trên là dốc cua, trời tối lại không có đèn đường nên đã tông vào đuôi bên trái xe container đang đỗ bên đường, Cục Cảnh sát Giao thông nhận định. Kết quả test nhanh cho thấy 3 tài xế không có nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 10 nạn nhân khác bị thương.